Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cá tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tuất tháng 9 âm lịch năm 2020 Về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm năng vượng vận Mời các bạn cùng đón xem nhé theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Tuất. Sự nghiệp của bạn dễ rơi vào cảnh trì trệ, cùng với đó thì tình và tiền cũng không có nhiều khởi sắc. Xin chia buồn với người tuổi Tuất. Bởi tháng này bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong cả công việc và trong cuộc sống đấy. Tốt nhất bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước sóng gió. Tránh để bản thân rơi vào cảnh buồn rầu, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trên phương diện sự nghiệp nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn khó có được bước phát triển trong công việc mọi việc không rơi vào cảnh trì trệ chắc chở đã là may mắn lắm rồi bạn làm việc chăm chỉ cần cù và chắc chắn nhưng dường như điều ấy là chưa đủ để khẳng định bản thân thậm chí đôi khi sự cẩn thận quá mức khiến bạn trở nên bảo thủ chậm chạp hơn so với mọi người để lỡ mất thời cơ một cách đáng tiếc trên phương diện tài lộc bạn luôn cố gắng phấn đấu mong cải thiện tình hình tài chính nhưng đáng tiếc bạn lại luôn là người đến sau nên khó có thể kiếm được một khoản lời lãi như ý muốn thời điểm này âm sát khuyên bạn nên chú ý kẻ tiểu nhân hãm hại đồng thời nhận thức rõ ưu khuyết điểm của mình để có được định hướng phát triển phù hợp bạn không nên chạy theo những việc vượt quá khả năng của mình tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia của mình cũng có những dấu hiệu bất ổn có thể là vì hai người đã thường xuyên giấu giếm nhau hoặc không tâm sự với nhau những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ của hai người sẽ dần dạn vỡ, khó có thể hàn gắn được. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tuất âm lịch về phương diện sự nghiệp. Thực chất, trong tháng này, người tuổi tuất vẫn luôn cố gắng duy trì thái độ làm việc nghiêm túc và cẩn trọng. Nếu ai được làm trong lĩnh vực mình yêu thích thì bạn vẫn luôn đam mê cống hiến, thậm chí làm việc quên giờ giấc. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Tuất. Vì tinh thần lao động đáng khen ấy mà bạn có thể tránh được nhiều lỗi lầm nhỏ không đáng có. Tuy nhiên, đôi khi sự nghiêm túc và cẩn thận biến bạn thành con người bảo thủ. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy bạn quá đề cao quan điểm của bản thân nên ít khi chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Do không chịu nhìn nhận, đánh giá bản thân nên bạn dễ mắc phải lỗi lớn. Thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có hướng sửa chữa. Cách ứng xử không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối khó giải quyết trong sự nghiệp. Tháng 9 này, bạn cần học cách quan sát tình huống và đối tượng giao tiếp. Không nên thích gì nói nấy, gây tổn thương hoặc mất lòng người khác. Khiến kẻ tiểu nhân tìm được cơ hội để hãm hại, hạ bệ bạn thái tuế hung tinh còn là điểm báo những tai họa bất ngờ có thể xảy đến với bạn, vì vậy mà một khi bắt tay vào công việc gì, bạn cần hết sức tập trung, nếu không dễ phải lãnh những hậu quả đáng tiếc. Người làm lãnh đạo cần biết cách lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, chớ nên làm việc quá mức độc đoán. Khăng khăng làm theo ý mình, dễ vướng phải sai lầm không đáng có. Âm sát cho thấy có thể kẻ tiểu nhân với suy nghĩ nham hiểm sẽ tiếp cận bạn tìm cách khiến bạn lơ đáng, buông lỏng đề phòng để hãm hại bạn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi tuất không có dấu hiệu tích cực vào tháng này. Vì thế tốt nhất là bạn nên hạn chế chi tiêu, tránh tiêu xài tiền bạc cho những vật dụng không thật sự cần thiết. Nếu có thể thì hãy hoãn việc mua bán, sắm sửa sang một khoảng thời gian khác, khi bạn đã dư giả hơn. Nguyệt lệnh lâm mộ tác động lớn đến bản mệnh khiến bạn thường có những suy nghĩ u mê thiếu chính xác gây ra rắc rối trong công việc nếu không cẩn thận để xảy ra sai lầm lớn bạn có thể phải bỏ cả những đồng tiền mồ hôi công sức của mình ra để đền bù do thói kiêu ngạo hoặc cố chấp bạn cũng có thể có cách ứng xử không phù hợp trên một vài trường hợp khiến các mối quan hệ chịu nhiều tổn hại đây có thể là lý do khiến bạn để lỡ hoặc không tiếp cận được với những cơ hội làm ăn triển vọng Người làm lãnh đạo chớ vội tin theo những lời dỗ ngon dỗ ngọt. Đầu tư sai lầm vào những hạng mục không không đáng tin cậy, bởi như vậy thì bạn không những làm mất tiền của bản thân mà còn gây tổn hại cho tập thể. Bạn không phải là con giáp giỏi đầu tư. Theo tử vi, tháng 9 này, người tuổi Tuất cũng nên chú ý giữ mình, không để bản thân vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Không những gây tổn hại danh tiếng mà còn khiến bản thân tốn tiền hao của một cách không chính đáng. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tuất âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi tuất có phần ảm đạm trong tháng này. Những người đã lập gia đình thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập khó có thể dung hòa. Dường như cả hai đều đang quá cứng đầu, cố chấp với quan điểm của bản thân nên không ai chịu nhường ai thì phải. Bạn nên nhớ, vợ chồng không nên có chuyện hơn thua, bởi vì dù là kẻ thắng hay người thua đi chăng nữa, bầu không khí trong gia đình đều sẽ rất nặng nề mệt mỏi thời điểm tình cảm của các thành viên trong gia đình có dấu hiệu rạn nứt lại chính là thời cơ để kẻ thứ ba chen chân vào nếu một trong hai người không biết giữ mình buông thả trong những thú vui nhất thời thì chắc chắn hạnh phúc sẽ khó có thể vững bền với những người vẫn còn độc thân dường như bạn đang quá khép kín nên người khác không dám hoặc không có cơ hội tiếp cận với mình nếu thực sự mong tình yêu sẽ đến, bạn cần phải cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người, đặc biệt là với người khác giới. Nếu có ai đó thực sự quan tâm đến bạn, bạn nên bật đèn xanh, để người đó có thể tự tin và chủ động hơn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. May mắn là dù gặp phải nhiều khó khăn, chắc trở trong cuộc sống nhưng tình hình sức khỏe của người tuổi tuất không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng có thể đôi khi bạn vẫn cảm thấy căng thẳng vì những điều lo nghĩ vu vơ nhưng may mà với sức trẻ của mình bạn vẫn có thể vượt qua và tiếp tục cố gắng tuy nhiên khi đã bắt tay vào công việc hoặc khi phải xuất hành đi xa bạn cần phải tập trung chú ý giữ đầu óc luôn tỉnh táo chấp hành luật an toàn giao thông nếu không muốn vướng phải những tai nạn bất ngờ đáng tiếc người đã lớn tuổi nên học cách buông bỏ những điều gây căng thẳng phiền não Hãy vui và thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Đừng mãi lo nghĩ cho quá khứ hoặc những điều xa vời thậm chí còn chưa xảy ra. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Cẩm nang vượng vận. 1. Mậu tuất tê mộc. Nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, bị nhiều kẻ xấu bụng cản trở, khó đạt được bước phát triển trong công việc. Quý nhân, dần, ngọ, tiểu nhân, thìn dậu, màu sắc may mắn, nâu, xám. 2. Canh tuất, kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, nhân duyên không tốt, dễ mâu thuẫn với người khác, chú ý hoàn cảnh giao tiếp. Quý nhân, mão, thân, tiểu nhân, sửu, mùi, màu sắc may mắn, vàng, cà phê. 3. Nhâm tuất, thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh. Quý nhân, dậu dần, tiểu nhân, thìn, sửu, màu sắc may mắn, xám, đen, bốn, giáp tuất, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết tình cảm ảm đạm, không muốn mở lòng với người khác. Vợ chồng dễ mâu thuẫn. Quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, dậu, mùi, màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Năm, bính tuất, thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, Giữ gìn sức khỏe, không nên lo nghĩ cho những việc quá xa xôi. Quý nhân, thân, dậu, tiểu nhân, mão, mùi, màu sắc may mắn, trắng, xanh. Tử vi tuổi tuất tháng 9 năm 2019 rơi vào tháng giáp tuất năm kỷ hợi. Tuổi dậu sẽ khó khăn hơn vì rơi vào cục diện tuất dậu tương hại. Tử vi tháng 9 âm lịch tuổi tuất khó khăn hơn với con giáp khác. Rơi vào sao thái tuế chiếu mạng nên chú ý hạn chế di chuyển, cẩn thận với công việc, tài vận, sức khỏe. Thiên can tương sinh, địa chi tương khắc. Tử vi tháng 9 âm lịch tuổi tuất rơi vào tháng giáp tuất âm lịch. Tháng 9 âm lịch, nguyệt lệnh chủ tuất thổ. Tư lệnh hàn lộ 9 ngày, sau hàn lộ là 3 ngày đinh, 18 ngày mậu. Rơi vào cục diện thái tuế chiếu mạng. Cần chú ý bảo vệ thân thể. Chủ hình xung phá hại dày vò, có điểm huyết quang muốn phá giải thì rằm mùng một nên viết tên thái tuế đương lệnh cầu an thái bình an thái tuế nhập mệnh gây trở ngại nhiều cho công việc nhiều khi gặp phải bất đồng với cấp trên hay đồng nghiệp dẫn đến ảnh hưởng một số cơ hội thăng tiến thậm chí mâu thuẫn công việc dẫn đến chuyển đổi công việc thần sát hoa cái vốn là một sát thần vừa hung vừa cát người đọc sách học hành vất vả nhưng lại có tài nghệ về văn chương Người tuổi Tuất làm việc liên quan đến văn chương tháng này đôi khi lại có những chuyển biến tích cực. Đây vốn là một cát tinh mang cảm giác thần bí, người mang mệnh Hoa Cái là người cô độc trên con đường nghệ thuật. Hoa Cái vốn để chỉ chiếc ô màu vàng che trên đầu hoàng đế mỗi khi đi tuần thời xưa. Bản chất của Hoa Cái vốn là một cát tinh quy phong lẫm liệt mang hồn phách hoàng tộc. Xưa kia Hạng Vũ Lưu bị vốn cũng mang Hoa Cái trong cung mệnh. Nhưng nó cũng đại diện cho mặt cô độc của hoàng đế, ở phương diện khác, hoa cái cũng mang hung khí trong mệnh. Tài vận không mấy xuân sẻ. Thái tuế trụ mệnh còn có điểm ảnh hưởng, tổn thất. Tốt nhất tháng này không nên đầu tư. Chờ thời cơ thích hợp sẽ phát triển sau. Thần sát hoa cái nên mang hơi hướng nghệ thuật. Là người sống thiên về tình cảm, trực giác. Tình cảm của người tuổi tuất trong tháng 9 chịu ảnh hưởng cô độc của hoa cái nên chưa chắc đã khả quan đồng thời thái tuế trụ mạng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đường tình duyên của bạn nữ mệnh phạm hoa cái thì chủ cô quả đơn độc người tuổi tuất tháng này chú ý nhất chính là sức khỏe bạn cần phải chú ý đi lại thái tuế trụ mệnh ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều do vậy nên cẩn thận đặc biệt nên chú ý không uống rượu bia di chuyển trên đường hạn chế sử dụng hay đi đến những nơi có đồ vật sắc nhọn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại